chen men cừu là cái gì? Xe long bao. Còn nhiều quá anh chưa mở. Đã order được trà. Anh chị ngồi bên nào? Xinh quá. LT là gì? Ờ, maybe lemon tea. Lemon tea, ờ, hợp lý hơn. This is Yakun. Nghe Yakun nghe kiểu sữa chua nhỉ? Ừ. Há mồm ra, sữa mồm cạp. Thế còn ăn với trứng như nào? Hả? Chấm à? Ừ. À, thế thì giống ăn Việt, giống Việt Nam mà. Không có muối gì à? Không gì à? Sẽ để luôn miếng trứng vào trong đường. Hiểu. Tức là cứ ăn lấy rồi cạp thôi đúng không? À, thế thì ở nhà em với anh Quang hay ăn cái này lắm anh ạ. Cái này học của anh không nhất thì mình được. Ừ, học của anh mà, anh cho anh được. Ừ, nhưng mà vị nó có khác gì không? Có thêm muối mắm gì không? Có thêm cái gì? Dứa. Dừa. Rồi. Cảm hưởng rất ngọt ngọt nhỉ, vị rất ngọt. Ngọt như ngọt đường với cả bơ ha. Ngọt. Mỗi vị ngọt, trứng ngọt, trứng ăn cả lạ. Phù hợp cho bữa sáng. Thử biết rồi. Xinh à? Chị hợp lắm, chị gửi. Mặc gì cũng được.